Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 16 tháng 2, 2024, thị trường sôi động. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long không có biến động. Tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu năm giao dịch lúa mới lai rai, giá lúa các loại ít biến động so với trong Tết. Giá tham khảo hôm nay. Tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 8.000 tới 8.200, OM 380 8.200 tới 8.300, IR 504 8.400 tới 8.500, Nàng Hoa 9.700 tới 10.000, Đài Thơm 8 8.600 tới 8.700, OM 5451 8.300 tới 8.400, OM 18 8.400 tới 8.600, OM 4900 8.200 tới 8.300. Tại Kiên Giang, IR 504 8.300 tới 8.400, OM 380 8.200 tới 8.300, Đài Thơm 8 8.600 tới 8.700, OM 5451 8.300 tới 8.400, OM 18 8.400 tới 8.600, Nàng Hoa 9.500 tới 9.700, RVT 8.300 tới 8.400, DS 1 7.800 tới 7.900, ST 21 8.800 tới 9.000, ST 24 25 9.200 tới 9.400, OM 34 8.000 tới 8.200, Jasmine 8.400 tới 8.600, Javonica 7.600 tới 7.800. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, IR 504 8.400 tới 8.600, OM 380 8.200 tới 8.400, Đài Thơm 8 8.600 tới 8.800, OM 5451 8.300 tới 8.500, OM 18 8.500 tới 8.700, Nàng Hoa 9.600 tới 9.800, ST 21 8.800 tới 9.000, ST 24 25 9.200 tới 9.400, Jasmine 8.400 tới 8.600, Travonica 7.600 tới 7.800. Tại Đồng Tháp, IR 504 8.400 tới 8.600, OM 380 8.200 tới 8.400, Đài Thơm 8 8.600 tới 8.800, OM 5451 8.300 tới 8.500, OM 18 8.500 tới 8.700, Nàng Hoa 9.600 tới 9.800, OM 4900 8.200 tới 8.400, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 8.100 tới 8.200. Tại Sóc Trăng, IR 504 8.200 tới 8.300, OM 380 8.100 tới 8.200, Đài Thơm 8 8.400 tới 8.600, OM 5451 9.000 tới 9.200, OM 18 8.300 tới 8.400, OM 4900 8.200 tới 8.300, Tài Nguyên 8.700 tới 8.900, RVT 8.300 tới 8.400, VNR 20 8.300 tới 8.400, ST 21 8.800 tới 9.000, ST 24 25 9.200 tới 9.400, DS 1 7.600 tới 7.900, OM 34 8.000 tới 8.200. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, IR 504 8.200 tới 8.300, OM 380 8.100 tới 8.200, Đài Thơm 8 8.400 tới 8.600, OM 5451 9.000 tới 9.200, OM 18 8.300 tới 8.400, Nàng Hoa 9.300 tới 9.500, RVT 8.300 tới 8.400, ST 21 8.800 tới 9.000 đồng, ST 24 25 9.200 tới 9.400, DS 1 7.600 tới 7.900. Tại Long An và Tiền Giang, nếp Long An 8.100 tới 8.200, IR 504 8.400 tới 8.600, OM 380 8.200 tới 8.400, Đài Thơm 8 8.600 tới 8.800, OM 5451 8.300 tới 8.500, OM 18 8.500 tới 8.700, ST 21 8.800 tới 9.000 đồng, ST 24 25 9.200 tới 9.400, Nàng Hoa 9.500 tới 9.700, RVT 8.300 tới 8.400,
tại Vĩnh Long, Trà Vinh. IR 504 8.300 tới 8.400, OM 380 8.200 tới 8.300, Đài Thông 8 8.400 tới 8.600, OM 5451 9.000 tới 9.200, OM 18 8.300 tới 8.400. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.